Thân chào các em học sinh đã đến với tiết học địa lý 7. Ở tiết học hôm nay, cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu bài 10 Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng. Trong bài này, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất là dân số và nội dung thứ hai là sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1. Dân số. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 2.1, lược đồ phân bố dân cư trên thế giới, và lược đồ hình 5.1, lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng, và trả lời các câu hỏi sau. Trong 3 môi trường khí hậu, dân cư trên thế giới tập trung nhiều nhất ở môi trường đới nào? Tại sao? Các em sẽ quan sát hai lược đồ kết hợp với nhau. Từ đây, các em có thể thấy được ở dân cư thế giới tập trung đông đúc nhất là ở môi trường đới nóng. Như vậy thì tại sao dân cư lại tập trung đông đúc ở môi trường này? Bởi vì ở đới nóng thì nó có khí hậu ấm áp hơn so với môi trường đới ôn hòa và môi trường đới lạnh. Cùng với đó là tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, nên thu hút dân cư đến tập trung sinh sống nhiều ở khu vực này. Dân cư tập trung nhiều nhất ở môi trường đới nóng vì có khí hậu và tài nguyên thuận lợi. Dân cư đới nóng phân bố tập trung vào những khu vực nào? Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 2.1. Và dân cư trên đới nóng phân bố tập trung nhiều ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Brazil. Vậy thì gần 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng. Những nơi dân cư đông đúc là ở Nam Á, Đông Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Brazil. Như vậy thì gần 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng, nhưng chỉ đông đúc ở 4 khu vực, sẽ có tác động gì đến nguồn tài nguyên và môi trường? Việc dân cư tập trung đông đúc ở 4 khu vực sẽ làm cho tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường rừng, môi trường biển bị xuống cấp và tác động xấu đến nhiều mặt tự nhiên và xã hội. Các em hãy quan sát vào hình 1.4, biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở các nước đang phát triển, và cho biết tình trạng gia tăng dân số vào thế kỷ 20 ở đới nóng như thế nào. Quan sát vào biểu đồ thì các em có thể thấy được vào những năm của thế kỷ 20 thì tỷ lệ tử đang có xu hướng giảm rất là nhanh, trong khi tỷ lệ sinh vẫn còn ở mức rất cao. Chính vì điều này đã làm cho tỷ lệ gia tăng tự nhiên vẫn còn ở mức cao và dẫn đến tình trạng là bùng nổ dân số. Vì vào thời kỳ này, các quốc gia ở các nước đang phát triển đã giành được độc lập và đời sống dần dần được cải thiện. Trong khi tài nguyên môi trường đang bị xuống cấp, thì bùng nổ dân số ở đới nóng có tác động như thế nào? Trong nền kinh tế hiện nay của đới nóng còn đang phát triển, thì việc dân số tăng quá nhanh và chỉ sống tập trung trong một số khu vực sẽ gây sức ép nặng nề cho việc cải thiện đời sống người dân và cho tài nguyên môi trường. Vậy thì dân số tăng quá nhanh sẽ gây sức ép như thế nào tới tài nguyên, môi trường? Thì cô cùng các em sẽ bước vào phần 2, sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường. Các em sẽ quan sát vào hình 10.1, biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số và lương thực ở châu Phi từ năm 1975 đến năm 1990. Biểu đồ này thể hiện về một trục tung, đó là số phần trăm, và trục hoành, đó là mốc thời gian từ năm 1975 đến năm 1990. Và trong biểu đồ thì thể hiện về ba đại lượng. Đường màu xanh, đó là gia tăng dân số tự nhiên. Đường màu hồng là sản lượng lương thực. Và đường màu nâu, đó là bình quân lương thực theo đầu người. Và ba cái mốc đại lượng này đều bắt đầu từ năm 1975
bằng 100%. Các em sẽ phân tích biểu đồ này để thấy được mối quan hệ giữa gia tăng dân số tự nhiên với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi. Các em sẽ phân tích và hoàn thành vào bảng dưới đây. Sau khi phân tích vào bảng dưới đây, thì các em sẽ trả lời các câu hỏi qua từng giai đoạn dân số, lương thực, bình quân lương thực đầu người tăng hay giảm. Nguyên nhân của sự suy giảm bình quân lương thực theo em cần phải có biện pháp nào để nâng cao bình quân lương thực đầu người? Các em sẽ tiến hành phân tích biểu đồ hình 10.1 và hoàn thành vào trong bảng. Về gia tăng dân số tự nhiên thì các em sẽ đo ở đường màu xanh. Năm 1980 thì gia tăng dân số tự nhiên là 112%, và năm 1990 thì gia tăng dân số tự nhiên là 158%. Về sản lượng lương thực thì các em sẽ đo đường màu hồng. Năm 1980 thì sản lượng lương thực là 110%, và năm 1990 là 112%. Về bình quân lương thực theo đầu người, năm 1980 là 97%, và năm 1990 là 80%. Như vậy thì qua từng giai đoạn dân số, lương thực, bình quân lương thực đầu người tăng hay giảm? Từ năm 1975 đến năm 1990 thì các em thấy là dân số có xu hướng là tăng nhanh, từ 100% tăng lên 158%. Về lương thực thì tăng từ 100% lên 112%. Và bình quân lương thực theo đầu người thì giảm từ 100% xuống 80%. Như vậy thì nguyên nhân của sự suy giảm bình quân lương thực là gì? Thì các em có thể thấy là do dân số tăng quá nhanh trong khi sản lượng lương thực tăng không đáng kể đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, và cái điều đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy thì theo các em cần phải có biện pháp nào để nâng cao bình quân lương thực đầu người? Biện pháp đó là giảm tốc độ tăng dân số và nâng mức tăng lương thực. Các em hãy đọc bản thống kê về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở Đông Nam Á trong sách giáo khoa trang 34 và cho biết. Sau 10 năm, từ năm 1980 đến năm 1990, dân số và diện tích rừng thay đổi như thế nào? Thì các em thấy vào năm 1980 thì dân số là 360 triệu người, và đến năm 1990 thì dân số là 442 triệu người. Như vậy thì sau 10 năm dân số đã tăng lên 82 triệu người. Và về diện tích rừng thì năm 1980 diện tích rừng là 240,2 triệu ha, và đến năm 1990 là 208,6 triệu ha. Như vậy thì sau 10 năm diện tích rừng giảm xuống 31,6 triệu ha. Vậy thì các em có nhận xét gì về mối tương quan giữa dân số và diện tích rừng? Đó là dân số tăng thì diện tích rừng giảm. Những nguyên nhân nào làm cho diện tích rừng giảm và hậu quả đối với môi trường là gì? Do phá rừng lấy đất canh tác hoặc xây dựng nhà máy, lấy củi đun nấu, lấy gỗ làm nhà hoặc xuất khẩu để nhập lương thực và hàng tiêu dùng, diện tích đất trồng được mở rộng nhưng không được chăm bón, và hậu quả của nó là làm cho đất bị bạc màu, diện tích rừng bị thu hẹp và khoáng sản thì cạn kiệt, suy giảm nhanh. Các em sẽ quan sát vào các hình ảnh dưới đây
và cho biết tác động của dân số đông đối với tài nguyên và môi trường ở đới nóng. Hình ảnh đầu tiên là người ta đang khai thác khoáng sản, đó là than. Như vậy thì việc khoáng sản bị khai thác quá mức sẽ làm cho tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt. Và rừng thì bị chặt phá quá nhiều sẽ làm cho diện tích rừng bị thu hẹp. Cùng với đó là môi trường bị ô nhiễm nặng nề, như là ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm đất và ô nhiễm không khí. Kem sẽ quan sát vào các hình ảnh bên dưới và cho biết sức ép của dân số tới nền kinh tế xã hội ở đới nóng như thế nào. Dân số tăng quá nhanh sẽ làm cho nền kinh tế chậm phát triển, thiếu việc làm, thất nghiệp, thiếu nhà ở, giáo dục, y tế còn nhiều hạn chế, và bên cạnh đó là vấn nạn thiếu nước sạch. Như vậy thì dân số tăng quá nhanh và quá đông sẽ làm cho chất lượng cuộc sống thấp và đời sống nhân dân chậm được cải thiện. Ở đây cô có sơ đồ về mối quan hệ giữa gia tăng dân số với chất lượng cuộc sống. Dân số tăng nhanh sẽ dẫn đến việc thừa lao động, thiếu việc làm. Khi đó, con người sẽ khai thác tự nhiên quá mức, làm cho môi trường bị suy thoái và sản xuất bị suy giảm. Khi đó nghèo đói, mù chữ, xã hội có sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội phát triển và trật tự an ninh rối loạn, làm cho sức khỏe của con người kém, bệnh tật tăng, tuổi thọ thấp, dẫn đến là năng suất lao động giảm và làm cho kinh tế, văn hóa kém phát triển. Vậy thì để hạn chế những tác động tiêu cực của dân số đông đến tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống, các nước ở đới nóng cần có những biện pháp gì? Biện pháp thứ nhất là giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Tỷ lệ gia tăng dân số được giảm nhờ thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát sinh đẻ. Biện pháp thứ hai, đó là phát triển kinh tế đi đôi với việc nâng cao đời sống của người dân. Những cuộc cách mạng nông nghiệp, công nghiệp hóa đã làm tăng tốc độ phát triển kinh tế khá cao, đời sống con người, trình độ hiểu biết được nâng cao. Biện pháp thứ ba, đó là bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý. Đây là biểu đồ về tỷ lệ gia tăng dân số của Việt Nam năm 1990 đến năm 2019. Các em hãy quan sát vào biểu đồ. Năm 1990 thì tỷ lệ gia tăng dân số của Việt Nam là 1,92% và năm 2019 là 1,15%. Như vậy thì các em có thể thấy được là cái tỷ lệ gia tăng dân số của Việt Nam ngày càng có xu hướng giảm. Và đây là kết quả của việc triển khai chiến lược quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 đến 2020. Đây là nội dung ghi bài của các em ở bài 10, Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng. Cô sẽ có một số câu hỏi để các em củng cố lại bài học ngày hôm nay. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Đâu không phải là khu vực tập trung đông dân cư ở đới nóng? Đáp án là câu C. Đông Bắc Hoa Kỳ. Câu 2. Bùng nổ dân số ở đới nóng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội là... Đáp án chính xác là câu B. Đời sống nhân dân chậm cải thiện. Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bình quân lương thực theo đầu người ở châu Phi rất thấp và ngày càng giảm là... Câu A là đáp án đúng. Dân số đông và tăng nhanh. Câu 4. Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng?
đáp án đúng là câu D, tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên có giá trị. Một số nội dung cô cần dặn dò các em như sau. Các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và làm bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 35 và xem trước bài 12, bài 13.